cửa hàng đã giới thiệu qua, mời anh em ăn nghe nha. Nếu được làm người tình, đùa tóc trong chiều vàng, làm gió thoáng người lùi. Ngàn vì sao trên trời, nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thắm trên mai. Xin gió xa thôi đừng, đùa lan giá tuyết trắng, làm đôi má thêm hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời, một hôm đánh thức hồn thơ, đón chân hồng quen xưa đã làm đêm đầm ấm đã tiếng nghe rất êm mềm mại. Tôi đang ghép vào đôi loa Bass 30 của dòng Yamaha. Không chỉ ở dòng loa này anh em nhé, bởi vì nó là một con ông ly gấu, nó sẽ ghép được rất nhiều loa, chẳng hạn loa Onkyo, Diatone, Yamaha hoặc những dòng loa Bose, loa JBL của Mỹ. Đặc trưng của dòng Onkyo nó là vậy, cái tụ này nó cao vút luôn, giá rất đẹp, nó là 5 triệu đồng, gà bãi zin và gà quay rất rõ. Anh em nào có nhu cầu thì xem kỹ, đảm bảo hàng zin, hàng đẹp cho anh em nhé. Đây là đường vào thay, bát chép, cân loa, mô tinh, tiếng nhỏ, chế độ system. Và mình sẽ để chế độ tông nhạc 917F. Nó rất dày và đặc biệt màu xám, không sáng hẳn mà nó vẫn hơi vàng nhạt. Âm đi này thì anh em hoàn toàn có thể chiến nhiều loại nhạc, chiến nhiều loại loa và ghép vang, có thể hát karaoke. Tiếng khá êm ái, nói chung là trong tầm tiền nó thuộc dạng hết ý rồi, 8 sò thai. Bát 25 hoặc là hai đôi bát 30 để nghe nhạc là ok anh em nhé. Nếu còn là người tình, đặc trưng dòng audio nó ghép loa Bose 25 cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sống mắt sâu đại nắp cũng như để cho anh em nhìn tổng thể.